Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông làm hai đợt. Phương án giúp nhiều phụ huynh và thí sinh giải tỏa nỗi lo về kỳ thi trong mùa dịch. Hưng Yên tăng cường quản lý giám sát các trường hợp đi làm ăn xa hoặc từ vùng có dịch COVID-19 về địa phương. Tại tỉnh Điện Biên, châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại trên nhiều diện tích cây trồng của người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Phương án nào cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 vốn là vấn đề gây nhiều tranh cãi thì nay đã chính thức được ngã ngũ. Theo quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì kỳ thi vẫn diễn ra như dự kiến, chỉ có khác biệt là sẽ chia làm hai đợt. Phương án chốt được đưa ra khiến cho nhiều thí sinh và phụ huynh như gỡ đi phần nào gánh nặng tâm lý và chú tâm hơn vào việc chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng chỉ còn đếm bằng ngày. Trong khi kiến thức trong sách vở vẫn ngổn ngang, những ngày qua, em Ngọc Khánh đã phải liên tục lên mạng cập nhật tất cả thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Gánh nặng như được chút bỏ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định tổ chức kỳ thi đúng như kế hoạch ban đầu. Một năm qua của em chính là cả một quá trình học tập và rèn luyện. Và sau khi đã học tập rèn luyện đủ lâu rồi thì em nghĩ rằng có lẽ cũng đã đến lúc mà hội em nên kết thúc được cái đợt thi này để cho có thể nhẹ nhàng bản thân hơn ạ. Đỗ tốt nghiệp đã đành, nhưng có kết quả để xét đại học mới là mục tiêu chính, khiến thí sinh dùi mài ôn luyện cho kỳ thi này. Vậy nên, việc tiếp tục tổ chức thi đúng kế hoạch cũng là điều không chỉ thí sinh mà phụ huynh cũng mong mỏi. Cháu đăng ký vào 3 trường thuộc top đầu, mà 3 cái trường này thì cái việc xét tuyển của họ là dựa trên cái cơ sở điểm của bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đấy. Cho nên cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này nó rất quan trọng. Phải dự thi thì mới có điểm để làm cơ sở để xét tuyển. Theo chuyên gia, việc chốt phương án chia hai đợt cho thấy Bộ đã lắng nghe dư luận để đưa ra phương án hợp lý. Nó không chỉ phù hợp với tình hình dịch bệnh, mà quan trọng hơn tạo hiệu ứng tích cực khi thời điểm thi chỉ còn tính bằng ngày. Bởi vì đôi khi chính bản thân các em luôn luôn sẵn sàng. Nhưng người lớn thì chúng ta bên ngoài cuộc thì chúng ta nghĩ rằng là phải tổ chức thế này hay phải thế kia, thì tự nhiên cái việc suy luận của chúng ta nó thiếu căn cứ thì nó lại tác động ngược trở lại đối với tâm lý của các em. Vấn đề chính bây giờ là chúng ta chuẩn bị tâm lý cho các em làm sao không những thi tốt mà phải có một cái cách thức phòng chống dịch tốt. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khi chia hai đợt thi đó chính là tính công bằng giữa các thí sinh sẽ được đảm bảo như thế nào khi sẽ thi hai đề khác nhau và khác thời điểm. Bất kỳ một kỳ thi nào thì người ta cũng đều có hai cái đề thi cả. Một cái đề thi chính thức và cái đề thi dự trữ. Thì với cái kỹ thuật làm đề thi như hiện nay ấy, thì người ta làm ma trận đề thi này, rồi dựa trên cái ngân hàng câu hỏi đấy, thì người ta đã đảm bảo được cái độ chênh lệch khác biệt giữa các cái đề thi ấy là sẽ rất là ít. Và cái này thì chúng ta là có thể tin được là có thể hoàn toàn khả thi. Một năm học cuối cấp với dồn dập những thay đổi, từ gián đoạn học tập, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đổi tên, đổi tính chất thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Ngay cả các quy định quy chế cũng thường xuyên chuyển hướng. Giờ thì đã đến lúc 900.000 thí sinh cả nước có thể khép lại chặng đường 12 năm phổ thông của mình để bước sang một cánh cửa mới. Ngày 8 tháng 10, kỳ thi đợt 1 sẽ bắt đầu. Số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở tâm dịch Đà Nẵng gần 11.000, Quảng Nam hơn 16.500 thí sinh sẽ thi đợt 2. Các bệnh nhân có bệnh lý nền là nhóm đối tượng dễ bị lây nhiễm và tổn thương nhiều nhất nếu mắc phải COVID-19. Chính vì vậy, việc phòng chống và giảm tối đa sự lây nhiễm dịch bệnh cho người bệnh được nhiều địa phương đặc biệt chú trọng, ghi nhận tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, suy thận, tim mạch, tiểu đường, huyết áp tập trung tại các khoa lọc máu, khoa truyền nhiễm, ngoại tổng hợp là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Người bệnh được các cán bộ y tế nhắc nhở việc đeo khẩu trang, sát khuẩn trong suốt quá trình điều trị. Tại khoa lọc máu, để đảm bảo an toàn, mỗi giường bệnh được kê giãn cách trên 2 mét. Trong quá trình chạy thận, bệnh nhân được các bác sĩ điều dưỡng theo dõi sức khỏe liên tục, đồng thời tư vấn nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch khi ở viện cũng như khi về nhà. Các y bác sĩ cũng khuyến cáo người bệnh trong quá trình điều trị nên hạn chế đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người, tuân thủ đeo khẩu trang và vệ sinh tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Ngày 3 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Nam đã tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt liên quan đến bệnh nhân số 620, các đơn vị chức năng đã xác định 15 người thuộc diện F1 tại tỉnh Hà Nam, đồng thời tổ chức cách ly, giám sát y tế cho những người này, tổ chức phun khử khuẩn ổ dịch theo đúng quy định, tiếp tục phối hợp để tìm kiếm, hỗ trợ những người thuộc diện F1, F2 ở các địa phương khác. Tỉnh Hà Nam cũng cách ly tạm thời khu dân cư nơi bệnh nhân số 620 sinh sống với khoảng 235 hộ dân. Hà Nam cũng tiếp tục test, sàng lọc tất cả những người về từ vùng dịch, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Đến hết ngày 3 tháng 8, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát được 944 người từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về, trong đó đã lấy 562 mẫu xét nghiệm. Kết quả có 269 mẫu âm tính với COVID-19, các mẫu còn lại đang chờ kết quả. Các trường hợp từ vùng có dịch về đều đã thực hiện cách ly, trong đó có 9 người cách ly tập trung, 12 người cách ly tại cơ sở y tế, 923 người cách ly tại nhà. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức phân luồng, bắt buộc người đến thăm khám phải sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Yêu cầu ngành y tế chủ động chuẩn bị cơ sở vật tư, hóa chất phòng chống dịch, chủ động phối hợp rà soát lại các khu cách ly sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trong những ngày qua, công tác quản lý giám sát đối với những người trở về từ vùng dịch được các cấp địa phương, cơ quan chức năng triển khai nghiêm túc nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng từ lâu đã lập nghiệp tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngày 18 tháng 7 năm 2020, anh Hùng có đưa vợ con về quê chơi tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Sau khi biết Đà Nẵng phát hiện ca nhiễm COVID-19, gia đình anh Hùng đã chủ động khai báo y tế, tự cách ly và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nhà. Thì tôi có sang trạm y tế xã khai báo gia đình tình hình của sức khỏe. Nhờ các bác sĩ bên trạm thì cũng đo thân nhiệt thì cũng là bình thường, chứ không có là sốt, ho. Nói chung là chúng tôi không ra đường, cách ly tại nhà. Anh Nguyễn Văn Hiến, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi có thời gian dài làm việc tại Lào. Sau khi về nước, mặc dù đã hết thời gian cách ly tập trung tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 25 tháng 7 năm 2020, song khi về địa phương, anh Hiến vẫn tự cách ly thêm 14 ngày tại nhà theo đúng quy định. Trong thời gian tôi cách ly ở tại nhà thì tôi cũng không tiếp xúc với mọi người và cũng không đi giao lưu các chỗ tụ tập đông người. Thực hiện đúng quy định để phòng chống dịch COVID-19. Khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, tại huyện Kim Động, tính đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2020, theo kết quả điều tra, rà soát đã có 223 trường hợp đi từ vùng có dịch về địa phương đang tự cách ly tại nhà và có 6 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Kim Động. Các trường hợp trên chủ yếu đi từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các vùng có dịch về địa phương. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, đều có kết quả âm tính lần một. Các cái trường hợp cách ly khi đưa vào trung tâm thì chúng tôi thực hiện nghiêm các cái quy định cách ly hàng ngày, thì các cái công dân này được chăm sóc khám về sức khỏe. Đấy, một ngày đo thân nhiệt 2 lần rồi hướng dẫn các cái biện pháp phòng hộ cá nhân. Các cái công dân mà được cách ly ở tại nhà thì được cán bộ y tế hàng ngày khám thân nhiệt rồi khám các cái triệu chứng mà phát sinh 2 lần và ghi vào sổ nhật ký để theo dõi sức khỏe. Tại tỉnh Hưng Yên, đến trưa ngày 4 tháng 8, số trường hợp đang cách ly là 2.473 người, trong đó có 4 người đang được cách ly tại Trung tâm Y tế tuyến huyện và Bệnh viện tuyến tỉnh, 4 trường hợp đang được cách ly tập trung và 2.429 trường hợp đang tự cách ly tại nhà với sự giám sát của Y tế địa phương theo quy định của Bộ Y tế. Các địa phương và cơ quan chuyên môn trong tỉnh đã và đang tập trung tuyên truyền để những người dân đi từ vùng có dịch về chủ động khai báo y tế, kiểm soát tốt các đối tượng là nguồn lây bệnh vào địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin tuyên truyền để người dân không lơ là chủ quan với dịch bệnh, theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để có giải pháp phòng dịch hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, Bộ Công Thương đã làm việc và kiểm tra tại các siêu thị lớn nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, tránh tình trạng hoảng loạn như đã từng xảy ra. Các doanh nghiệp cũng đã tái lập áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn hệ thống các cửa hàng trực thuộc như tăng lượng dự trữ hàng hóa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân có thể sẽ tăng. Doanh nghiệp này đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2 đến 3 lần so với trước. Khi mà có phát hiện những ca bệnh trở lại từ Đà Nẵng thì được sự chỉ đạo của Bộ Công Thương cũng như là Sở Công Thương các thành phố, chúng tôi đã tăng cái lượng tồn kho lên gấp 3 lần so với trước đây, cũng như là làm việc với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng là tồn kho ở nhà cung cấp cũng đảm bảo khi diễn biến của dịch bệnh. Gạo, mì, dầu ăn, nước chấm, gia vị và toàn bộ những cái hàng phục vụ hàng ngày đối với lại người tiêu dùng, ví dụ như là thịt, cá, thủy hải sản, rau củ quả và hàng ngày để luôn luôn đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Tại các siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội, do đã có kinh nghiệm từ đợt dịch trước, nên lượng khách đến mua hàng trong những ngày này có tăng nhưng không quá nhiều. Nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị khá dồi dào. Hôm nay thì em thấy mọi người vẫn mua sắm bình thường như những ngày trước dịch, trước khi mà có dịch lần 2 ạ. Và mọi người bình tĩnh hơn và không đổ xô như lần trước. Và còn các mặt hàng thì em thấy vẫn dồi dào như thường ngày em đi mua. Công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng đã được tái khởi động trở lại. Trước đó, việc dự trữ hàng hóa thiết yếu của địa phương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh đã được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Hiện nay là có 5 cái kịch bản, kể cả những kịch bản xấu nhất là khi trên địa bàn toàn quốc là có nhiều tỉnh thành mà có phát sinh các cái dịch bệnh COVID-19. Và các cái sở công thương phối hợp với các cái sở ban ngành liên quan và đặc biệt là các cái doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị được cái lượng hàng dự trữ, đặc biệt là các cái mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình giá cả các mặt hàng để kịp thời chỉ đạo, ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động. Mục tiêu chung là đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, phục vụ nhu cầu người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Khối lượng giải ngân vốn đầu tư công đã tăng kỷ lục trong tháng 7 khi đạt hơn 194.000 tỷ đồng, bằng 41,26% kế hoạch đầu năm giao. Các tháng cuối năm, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là phấn đấu thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 và các năm trước chuyển sang, coi việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Đại diện Bộ Công Thương cho biết đang đẩy nhanh việc xử biểu giá điện bán lẻ bậc thang từ 6 xuống 5 bậc và bổ sung phương án 1 giá điện. Theo số liệu báo cáo thống kê của EVN, do tình hình tiêu thụ điện của nhiều hộ dân tăng cao và các tháng cao điểm nắng nóng, nên Bộ Công Thương đã khẩn trương sửa biểu giá điện bán lẻ bậc thang từ 6 xuống 5 bậc, cùng với đó bổ sung phương án 1 giá điện, để đưa ra nhiều phương án cho người dân có thêm lựa chọn dùng điện một giá, không sử dụng cách tính bậc thang hoặc sử dụng theo biểu giá bậc thang lũy tiến. Các phương án này đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến các bộ ban ngành và dự kiến sẽ áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới từ đầu năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tư số 58 của Bộ Công an, bắt đầu từ mùng 1 tháng 8, các xe ô tô kinh doanh vận tải đăng ký mới phải có biển số vàng, còn các xe kinh doanh vận tải đã có biển trắng cũng phải đổi sang biển vàng. Trong 3 ngày qua, việc cấp đổi biển số xe màu vàng đã được thực hiện ra sao? Ghi nhận của một số cơ sở đăng ký xe tại Hà Nội. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết được quy định của thông tư 58, anh Vũ Thành Long, một tài xế taxi công nghệ đã đến cơ sở đăng ký xe số 1 để xin đổi từ biển trắng sang biển vàng. Sau khi được hướng dẫn các thủ tục, chỉ chưa đầy 30 phút sau, anh Long đã nhận được biển. Hôm nay tôi đến đổi biển, đổi sang tên thì thấy là thủ tục làm cũng nhanh gọn và mẫu mới cũng hợp lý, khai dễ dàng. Đối với những cái xe mà thực hiện đổi biển từ biển trắng sang biển vàng thì cái thủ tục đối với người dân và tổ chức là chỉ việc kê khai tờ khai, thủ tục đơn giản, không phải đánh xe đến kiểm tra, không phải cà số máy khung. Còn tại cơ sở đăng ký xe số 5, anh Nguyễn Văn Phương đến để đăng ký mới xe kinh doanh vận tải. Và cũng chỉ mất chừng 15 phút sau khi làm theo đúng thủ tục trình tự được hướng dẫn, anh Phương đã nhận được chiếc biển vàng theo quy định.
Hôm nay mình đến đây để làm thủ tục để đăng ký biển mới thì mình thấy là các cái đồng chí cảnh sát bên giao thông hỗ trợ rất là nhanh gọn, mình rất là hài lòng. Tại mỗi cơ sở đăng ký xe của Hà Nội, trung bình mất khoảng từ 3 đến 5 phút cho một hồ sơ cấp mới hay thay đổi. Thủ tục nhanh gọn, thuận lợi, nhưng việc đổi từ biển trắng sang biển vàng cũng khiến các tài xế mất một phần chi phí. Đương nhiên là cũng bị mất chi phí, mọi cái là chi phí này bây giờ nó phát sinh thêm. Chẳng hạn như là đổi biển mất 150.000 chẳng hạn. Nên trong cái đó đổi biển xong thì lại phải làm cái bao biển chẳng hạn. Thì là cũng tốn kém của người dân. Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định việc đổi biển số này mang lại tác dụng tích cực cho cả chủ phương tiện và cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Công an quy định cái việc đăng ký biển xe nền vàng cho các cái xe hoạt động kinh doanh vận tải. Nó sẽ đảm bảo sự đồng bộ thống nhất. Trên cơ sở đó sẽ đánh giá được sự tác động đến cơ sở tầng. Và đặc biệt là công tác điều hành, tổ chức và hướng dẫn điều giao thông nó được thuận lợi hơn. Theo số liệu của Tổng cục Đường bộ, toàn quốc có khoảng hơn 800.000 xe ô tô đăng ký hoạt động kinh doanh vận tải. Hạn cuối để chuyển đổi từ biển trắng sang biển vàng là 31 tháng 12 năm sau. Như vậy là còn 17 tháng để các xe này chuyển biển số tại 70 điểm trên cả nước. Tại tỉnh Điện Biên, châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại trên nhiều diện tích cây trồng của người dân. Đây là loại châu chấu di thực từ Lào và Trung Quốc sang. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tháng 8 này là thời điểm châu chấu tre di chuyển nhanh và gây hại nhiều trong chu kỳ sinh trưởng. Châu chấu bay dợp trên những cánh rừng, trên nương rẫy và trên những thửa ruộng của người dân. Mường Trà là một trong những huyện có nhiều diện tích cây trồng bị loài châu chấu tre lưng vàng gây hại với hơn 160 hectare, trong đó chủ yếu là cây tre, chít, lúa nương, ngô. Thì trước mắt thì chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là áp dụng linh hoạt các biện pháp thủ công như là xua đuổi, các biện pháp xua đuổi và bắt để diệt bằng các cái biện pháp thủ công như là vợt hoặc là thu bắt để diệt ấy. Ngoài ra khi mà châu chấu tre gây hại nặng với số lượng lớn trên các diện tích cây trồng nông nghiệp thì bà con có thể sử dụng các loại thuốc hóa học mà Cục Bảo vệ Thực vật khuyến cáo. Đến ngày 3 tháng 8, toàn tỉnh Điện Biên có hơn 220 hectare diện tích cây trồng bị châu chấu tre gây hại, trong đó 60 hectare là cây lương thực, hơn 160 hectare là rừng tre trúc. Các địa phương có châu chấu tre gây hại là thành phố Điện Biên, các huyện Mường Trà, Mường Nhé, Nậm Pồ. Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Điện Biên cho biết đây là loài châu chấu tre di thực từ Lào và Trung Quốc sang. Việc phòng trừ hiện nay gặp khó khăn do đàn châu chấu di chuyển rất nhanh. Chỉ đến khi mà chuyển sang tháng 9 thì châu chấu bắt đầu co cụm lại, ghép đôi và đẻ trứng. Thì lúc đấy thì cái việc mà sử dụng các cái biện pháp để diệt trừ cái đàn châu chấu này thì nó mới có hiệu quả. Còn đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn theo cái tinh thần là quan điểm mà chúng ta theo dõi. Và khi mà nó gây hại cây trồng, nông nghiệp diễn biến phức tạp thì chúng ta sẽ xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật. Cũng theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Điện Biên, đến khoảng tháng 9, tháng 10 là thời châu chấu co cụm ghép đôi và sẽ ít di chuyển, do đó sẽ dễ diệt trừ hơn. Hiện tại chỉ có thể theo dõi hướng di chuyển của đàn châu chấu để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng trừ bằng thủ công hoặc máy phun, đồng thời tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng trừ châu chấu tre cho chính quyền và người dân địa phương. Thông tin từ đồn biên phòng Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 3 tháng 8 tại khu vực mốc 1082 đến mốc 1083 thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tổ công tác thuộc đồn biên phòng Tân Thanh đang làm nhiệm vụ chốt chặn đường mòn lối mở thì phát hiện một nhóm người có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng biên phòng đã bắt giữ 25 đối tượng gồm 10 nam và 15 nữ nhập cảnh trái phép. Các đối tượng khai nhận năm 2019 đã xuất cảnh trái phép qua biên giới để lao động thuê, nay không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép để quay về nước. Hiện đồn biên phòng Tân Thanh đã bàn giao các đối tượng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn để thực hiện các thủ tục, phương án cách ly y tế cần theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án, thu giữ tang vật gồm 84.800 viên ma túy tổng hợp. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Cứ A Vảng, sinh năm 1972, trú tại tỉnh Điện Biên, và Chán Thị Tín, sinh năm 1979, Vàng Thị Bằng, sinh năm 1986, cùng trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
đối tượng Phàng khai đã nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người quốc tịch Lào từ Điện Biên sang Lào Cai và giao cho một đối tượng người Trung Quốc để nhận 150 triệu đồng tiền công. Phàng đã thuê thêm Phằng và Tín để dẫn đường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Huyến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.